Rồi bên size 1570, một cây kim ba sao 400k bao ship toàn quốc. Cây này nó hai thân nha quý vị. Một cốt mà hai thân nha, tỷ lệ nó đây nha. Rồi để tôi cho quý vị xem cái gốc của nó nha. Nè. Ở đây là cái chai trà xanh này ha. Từ dưới nó cao lên khoảng 2 tấc 3, 2 tấc 4 nha quý vị, tới đỉnh luôn á là 2 tấc 3, 2 tấc 4. Từ dưới gốc lên tới đỉnh là 2 tấc 3, 2 tấc 4. Rồi dẹp chai trà xanh qua bên đi, coi cái ngón tay cái đây. Đó. Rồi ở trên quay xuống nè. Cái tàn của nó đây nè. Đó. Quay mặt sau luôn nha. Nè, mặt sau của nó đây. 400k là bao ship toàn quốc nha. Chuyển khoản là giao cây chứ không có ship code nha quý vị. Đó. Ba xưa là nó nuôi dữ lắm nha quý vị. À. Ông hai bên ngày nào mình cũng bán mà ông nói mình không, mà sao lâu quá không thấy bán. Rồi 400k bao ship toàn quốc nha quý vị. Chiều còn có một cây nữa chú hai ông lấy rồi. Rồi xuống đi Bi ơi. Kết thúc nha quý vị. Còn có một cây này duy nhất thôi, hết luôn rồi.